nên chọn chụp ảnh album cưới hay chụp hình quay phim trong ngày cưới? Chụp album cưới có nên thực hiện không? Có nên chụp hình quay phim ngày cưới không? Làm thế nào để tiết kiệm chi phí hay thực hiện cả hai dịch vụ? Câu trả lời là có. Nếu tài chính cho phép, cô dâu chú rể nên thực hiện để ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời mình. Nếu tài chính hạn chế, hãy thuê dịch vụ quay phim đám cưới. Như thế cũng đã có thể ghi lại một phần nào những diễn biến chính trong ngày cưới. Còn muốn lưu giữ những kỷ niệm với người thân, bạn bè thì việc thuê dịch vụ chụp hình cho đám cưới là hoàn toàn hợp lý.